Xin chào các bạn, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với chủ đề phim hoạt hình. Thế thì có rất nhiều các bạn mơ ước là chúng ta sẽ tạo ra một cái channel cho trẻ em, children ở trên cả nước và khắp thế giới. Thế thì hôm nay tôi sẽ quay trở lại với phần mềm Toon Boom Harmony phiên bản 20. Đó là phiên bản mới nhất hiện nay. Thì so với các phiên bản 16, 17 và các phiên bản trước đây thì phiên bản này là một phiên bản họ đã lập trình một cách đưa chúng ta một phần mềm rất là hoàn hảo. Thế nhiều bạn vẫn chưa biết sử dụng phần mềm này. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm để chúng ta thực hiện những ước mơ của mình. Tôi thì không phải là một artist hay một animer. Tôi chỉ là một cái người gọi là biết cơ bản và biết cách thao tác cái phần mềm để chúng ta có thể sử dụng nó cho tốt. Thế thì các bạn sẽ cài đặt cái phần mềm này trên các trang web mà người ta hướng dẫn. Các bạn mua được bản quyền thì càng tốt. Thì trong giao diện của phần mềm này đấy, thì các bạn chú ý cho tôi là toàn bộ phần đỏ đỏ này, chú ý cho tôi là toàn bộ phần công cụ nằm phía bên tay trái của chúng ta. Phần bên phải là các cửa sổ, nhưng mà các cửa sổ này không mở ra đồng thời một lúc, vì họ cho chúng ta là cần đến đâu chúng ta làm đến đấy. Phần dưới của chúng ta gọi là phần timeline. Timeline là cái dòng thời gian để mà các bạn kiểm soát nó, phim dài hay phim ngắn, cảnh dài hay là cảnh ngắn. Thì đây là dòng thời gian tính theo giây. Đấy, các bạn chú ý nhá. Dưới dòng thời gian là các lớp của các đối tượng vẽ. Đấy. Còn bên này thì chúng ta muốn có bảng màu color. Đấy, màu color thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện là màu color để cho chúng ta có thể tạo màu. Đấy, ngoài ra còn có cái thanh thuộc tính, có thanh tool property để cho chúng ta có thể xem được các thuộc tính. Thuộc tính gồm có cỡ chữ, cỡ của bút, vân vân. Thì đây là tôi phác họa một cái con lai rừng hay một con chó được ở trên cái lớp 1. Đấy, lớp 1 đây. Thì các bạn nhìn thấy các biểu tượng nhá. Con mắt này là để chúng ta bật này để nó hở ra. Đấy, trong chế độ drawing ở camera thì chúng ta chú ý là chế độ camera là chế độ camera, chế độ drawing là chế độ vẽ. Đấy, thế thì ở cửa sổ vẽ của chúng ta thì nó hiện ra một cái bảng lưới gauge để cho chúng ta căn chỉnh cân đối. Còn ở phần đây gồm một con mắt là để cho chúng ta hở được cái lớp con nai rừng, gọi là đây là bản nháp con nai rừng. Thì lát nữa chúng ta sẽ vẽ con nai rừng và cho chuyển động. Thế còn con phần mà có chúng ta tưởng tượng như các lớp xếp như là một cái các cái trống xếp vào với nhau thì đây là gọi là onion skin, là để cho các bạn có thể vẽ mờ các đối tượng khác nhau bên cạnh theo của frame. Ở trên này là mỗi một khung là một frame, nhưng mà ở đây thì tôi gọi đó là một cái expo. Thì cùng một lúc thì các bạn có thể không nhớ được hết tất cả chức năng.
cùng một lúc thì chúng ta không thể nhớ hết tất cả các chức năng, nhưng mà chúng ta vẫn cứ có thể học dần từng thứ một. Trên đây là nút play. Đấy. Đây là cái nút gọi là render và play, nút playback, loop và vòng lặp. Còn đây là âm thanh. Còn ở phần này là chính là các quick easy in, tức là các nhập vào các hàm số công thức để cho nó mềm mại. Còn ở đây là các keyframe, insert keyframe và xóa keyframe. Đấy, các bạn nhìn thấy. Rồi đây là khu vực chọn central, vân vân. Thì chúng ta sẽ khám phá dần. Ở đây thì gồm có con select, select và cutter. Select cho chúng ta lựa chọn toàn bộ đối tượng, cutter là chúng ta cắt đi những phần, bỏ đi những phần mà chúng ta không cần thiết. Còn đây là brush cho các bạn vẽ con chồi. Đây là bút chì. Đây là con dấu. Đây là xóa. Đây là pen. Đây là morphing. Morphing là một thuật toán morphing, biến đổi từ đầu đến cuối. Đấy. Morphing rất hay. Các bạn chú ý nhé. Đây là hem. Thế tôi nói phím tắt này. Phím tắt di chuyển hình như trên Photoshop. Giữ phím space và chúng ta sẽ di chuyển. Giữ phím space di chuyển nhé. Giữ phím Alt Control để chúng ta quay, chúng ta quay đối tượng. Đấy. Khi mà chúng ta nghiêng này thì Alt Shift C. Alt Shift. Đấy, chúng ta sẽ Z để tôi. Thì khi quay như thế thì chúng ta sẽ xem cái phím mà chúng ta cần quay ngược trở lại, thì chúng ta sẽ chọn rotate. Đó. Rotate này, reset rotate thì chúng ta sẽ chọn vào đây. Rotate này chúng ta chưa đặt cho cái phím tắt cho nó. Cái này do chúng ta đặt thôi. Thì chúng ta sẽ đặt bằng bút, bằng rotate. Thì chúng ta sử dụng vào, tôi nhớ không lầm là Shift Alt C hay là Ctrl Alt C V. Ba phím này cho nó tròn vào. Đấy, thì chúng ta có thể xoay cái này, chúng ta vẽ không được. Chúng ta dùng chuột chúng ta vẽ nhé. Ta giữ đối tượng này. Đây, chúng ta có thể vẽ được. Còn đây là công cụ transform giúp chúng ta di chuyển. Đây là chúng ta gọi là inverse, tiếng Anh khó đọc nó gọi là phần tạo xương. Tạo xương. Thế bây giờ chúng ta sẽ vẽ con vật này. Vẽ con vật này thì chúng ta sẽ làm thế nào? Các bạn nhấp cho tôi một vào nút này. Chúng ta nhấp vào nút cộng nhé. Cộng thì chúng ta chọn login. Ở đây các bạn chú ý cho tôi. Các bạn chú ý nhé. Các bạn để chế độ vector, bởi vì là để muốn làm nét thì chúng ta sử dụng vector. Còn khi chúng ta vẽ cảnh thì chúng ta chọn bitmap. Cảnh thì chúng ta chọn bitmap nhé. Gọi là layout đấy. Rồi background thì chúng ta chọn select bitmap. Còn về phần này,
Các object thì chúng ta chọn là các vector. Đấy. Thì ở đây chúng ta phân ra là như sau. Đầu nai. Đầu nai. Rồi chúng ta tiếp tục là tai nai. Rồi chúng ta cũng có thể là next này. Các bạn chú ý là tên của nó không đánh được tiếng Việt và chúng ta chỉ có thể là dùng cái dấu cách mà thôi. Đấy. Rồi mắt nai nai nhá, thì chúng ta chúng ta có thể là lòng đen gọi là con người, y dích là con người. Rồi chúng ta lòng trắng quay ai ra đặt như thế nha, chúng ta vẽ các bộ phận như thế, bởi vì so với cái phần mềm Moho của các bạn ấy, phần mềm animation animator ấy, thì nó rất là khó vẽ. Các bạn vẽ trong Photoshop, thì mất công và máy tính phải cực khỏe thì nó mới chịu nổi được cái các vector được, không còn rất khó. Nhưng đối với phần mềm này thì không đòi hỏi chúng ta với một cấu hình cao, chúng ta chỉ cần coi i7 thế hệ mới là chúng ta làm ngon rồi. Bộ nhớ 16GB. Đấy, các màn hình rời. Các bạn nào có cần mua tiền mua được màn hình rời như là thế hệ P thì cực ngon, thế hệ K thì hơi Quattro ấy, được Quattro P 4000 chẳng hạn. Còn đấy chạy hơi bị ít luôn. Các bạn tiếp tục là body. Này. Đấy, body nhá. Xong các bạn lại đánh tiếp, nó tự động xóa để nó thêm vào body line này. Chân trước chúng ta đặt thì có thể đặt là foot. Tốt foot. Đấy. Rồi arm. Am foot, foot, thumb. Đấy, chúng ta thấy như thế nhé. Rồi chúng ta có thể đặt nó là cái đùi đúng không? Đùi nai. Đấy. Sau đó thì chúng ta bắt đầu là chân sau. Chân sau thì chúng ta ghi là foot là last. Cái bản phím của tôi nó hơi lởm khởm. Last foot. Đó. Rồi chúng ta có thể là arm last. Đùi sau. Ôi rồi tôi đánh hơi ấy, các bạn không sao nhá. Thế là đuôi. Ok rồi, bây giờ chúng ta đã tạo được những con vật thì bây giờ ta sẽ vẽ con nai này trước. Đấy, trong một cảnh thì bối cảnh thì chúng ta có rất nhiều con, vẽ được một con thì copy ra thật nhiều con. Rồi bây giờ bước tiếp theo để tạo làm sao để vẽ được trên các lớp này. Để vẽ được trên các lớp này, các bạn chú ý cho tôi. Trong chế độ Login, các bạn chọn cho tôi bóng đèn Light. Đấy. Thì trong bóng đèn nó sẽ show cái cảnh của background ra cho chúng ta ở phía dưới theo thứ tự ngăn Shape Stack.
các bạn có thể look top from top to bottom, các bạn nhìn từ trên nhìn xuống dưới, rồi các bạn sẽ thấy cái lớp là đứng trên nó sẽ che đi cái lớp dưới. Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo khung, các bạn giữ shift, hit shift, rồi các bạn chọn first frame, các bạn chọn last frame. Rồi bây giờ các bạn sẽ ấn đồng thời ba phím hit three key parallel, chúng ta chọn ba phím shift and a. Đấy. A đây là enter của chúng ta đấy. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ ấn nhá. Control cộng Alt cộng A. Thì cái này các bạn sẽ bằng là new frame. Các bạn chú ý nhá. Ba phím này. Rồi, tiếp theo này, thu nhỏ. Zoom in. Zoom out. Các bạn đánh cho tôi là phím key số 2. Zoom in. Một nhé, one. Đấy, cái này các bạn chú ý là làm như thế. Rồi tiếp tục này, move screen, các bạn ấn phím space key. Đó. Tiếp tục rồi các bạn có thể rotate, thì các bạn giữ ba phím sau, control cộng alt cộng mouse. Chú ý nha, các bạn chú ý chỗ này. Đấy. Thì ở đây tôi đã ghi cho các bạn hết rồi. Bây giờ chúng ta quay trở về vẽ con này. Quay trở về vẽ con này. Ta xóa đi. Xóa đi. Xóa đi. Đấy, các bạn xóa đi nhá. Ok. Delete all objects in screen. Now I begin to draw many parts of body. Đấy. Con nai tiếng Anh là gì nhé các bạn nhỉ? Deer. Ok. Bây giờ tôi mới đã nhớ ra, nhiều lúc ấy bình thường mình không nhớ được con nai deer. We are continue to kiss the deer. Ok. Sao con? Nào, bây giờ chúng ta sẽ vẽ nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ là chúng ta sẽ vẽ từng cái một. Body, 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 here, here, foot, 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 foot. Body. Ok, nào. Chúng ta using to light tool. Ok. Light tool. Rồi các bạn chọn select tool property. Chúng ta sẽ chọn
size 2. À, chọn cái cỡ nhỏ nhất ở đây nhé các bạn nhé. Chọn cỡ nhỏ nhất ở đây. Đó, để vẽ cho nét. Các bạn có thể về cỡ 1 cũng được. Đó. Đó, nhập vào đây. 1.5. Các bạn vẽ. À, 1.5 không các bạn vẽ ra cho tôi các bạn. Chúng ta bend, chúng ta uốn để hit control vào. Rồi các bạn có thể là line. Các bạn hit control. Hit control. Doing. Ben nhé các bạn, Ben uốn, 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 is control, doing, đó. Tôi tiếng Anh không giỏi lắm nhưng mà, thôi, bây giờ chúng ta chọn này nhé, ok. Nào, bây giờ chúng ta tiếp tục vẽ. Sau chúng ta chọn này. Đấy. Rồi các bạn chọn này. Đây. Về phần mực hôm trước tôi select thì sao tôi chọn pause auto cap để các bạn đây thì tôi chỉnh lại một chút. Đấy.
Từ về chuẩn nhé. Ta vừa đưa về chuẩn, bây giờ ta tắt cái này đi. Ta tắt cái này đi để ta đóng lại, ta mở lại. Xem nó đây nào. Ok các bạn, don't worry about this problem. Các bạn không lo lắng vấn đề này. Ok. Nào bây giờ chúng ta đã bật được đúng màu của nó. Rồi chúng ta sẽ bật cái này lên. Đấy. Rồi cái màu này chúng ta cho vào đây. Rồi cái màu này cho vào đây. Đây, chúng ta đã vẽ được cái con nai. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp phần đuôi. Và cái phần đuôi thì ở phần đuôi này chúng ta cho cái đây cho phần pen. Đuôi đấy chúng ta dùng đuôi khác này. Để chúng ta nhìn đấy là chúng ta đã vẽ xong cái phần này. Bây giờ đến phần đầu, đầu của nó ta sẽ vẽ phần này. Chọn một lấy xuống nha. Khi các bạn quen rồi thì các bạn vẽ mọi thứ nó đều dễ hơn, trơn tru hơn. Sẽ nhanh hơn. Đây chúng ta đặt tên S. Rồi chỗ này chúng ta có thể cho select cho màu cho đúng. Rồi bây giờ chúng ta vẽ đến bộ phận gọi là tai. Tai. Để đến cái phần nào các bạn vẽ thì đều tốt.
này xong nhá. Bây giờ tôi vẽ mắt. Mắt. Bây giờ chúng ta nhìn mắt ở đâu? Rồi chúng ta sẽ vẽ đến phần chân. Chân thì chúng ta cho cái này vào đây nhé. Một hai ba, chúng ta vẽ từng cái một. Rồi. Phần body à. Này. Vậy thì cái này chúng ta sẽ sử dụng body. Các bạn đặt tên màu chuẩn nhé, đặt tên màu cho đúng thì chúng ta sẽ vẽ đúng. Nhận mỹ thị được. Duplicate này. Đó. Rồi chúng ta duplicate này nhé. Thì chúng ta sẽ được cái chân chân sau. Rồi ok, chân đến được chân sau. Chân sau thì các bạn
À, bây giờ chúng ta có thể ăn này đi. Đó. Và chúng ta đã có một con nai. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển. Đó. Con này nhá, bây giờ chúng ta sẽ làm này. Đó. Chúng ta bật sang chế độ camera. Sang chế độ này bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả đây. Đấy. Giữ ship các bạn tăng lên. Các bạn tăng lên đây. Tăng lên đây nhé. Ở bên đây đi. Đấy. Ok. Các bạn tăng lên đây. Các bạn đẩy lên lên. Đó, ok nhé. Ok. Đấy, các bạn đẩy lên lên một tí. Còn để đây. Đây một tí. Đây lên một tí. Đây thì các bạn nhân đôi. Đấy, sau đó các bạn đẩy lên lên một tí. Ok. Bước tiếp theo ta làm như sau. Ta làm như sau. Đầu nai này. Đầu nai. Rồi chúng ta cho cái này nhé. Cho cái này vào trong đây. Đó. Rồi bây giờ tôi mới làm như sau. Mắt nai. Các bạn cho vào position post Z. Đó. Đó. Bạn chú ý kỹ nhá, đánh trục Z chúng ta cho nên đơn vị 0009. Rồi, tiếp tục phần này. Phần này chúng ta cho không chấm 007. Đây chúng ta cho 0.008. Đó. Rồi cái đầu của chúng ta lớn hơn cái kia một tí. 0.006. Ok. 0.006 nha. Body. Không chấm không không năm. Chân trước chúng ta cho 0.006. Không chấm 007. Không chấm 008. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xong một cái, đúng không? Bây giờ đến xong cho một cái ra mình đuôi cái này lên trên. Đó. 0.006. Đấy, các bạn làm là như thế nhá. Đấy, đến là 0.008. Ok. Đó. Và con nai chúng ta đã làm cho nó ở trình này.
Bây giờ các bạn sẽ rigging. Bước tiếp theo là chúng ta rigging. Thì chúng ta chú ý cho tôi. À thì tắt cái này đi được. Rồi các bạn chọn đến đây, bạn ấn F5, bây giờ nhé, cái này chúng ta chọn vào đây. Ok, phút rồi. Next, body. Next không có, next không. À, đây. À. Yes. Rồi, ok nhá. Tai. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta cho chân trước trước. Chúng ta chọn Rigging Tool. Trong phần này các bạn chú ý chọn cho tôi phần cái búa, cái này không chọn cái này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đặt vào đây. Cái này là cái sự ảnh hưởng các bạn có thể chọn ra ngoài. Rồi ok, chọn tiếp theo phút này. Đấy. Thì các bạn chọn cho tôi đây. View mới. Chúng ta chọn. Ok. Bước tiếp theo xong, các bạn chọn cái này. Các bạn chọn đây. Đấy. Ok nhé. Rồi, chúng ta chọn xong bên này, để mũi tên này sang đây. Rồi tôi làm lại bước này nhé. Tôi làm lại bước này cho các bạn đấy. Đủ lại nhé. Các bạn chọn tôi là đấy, các bạn chọn lúc này, lúc này nhá. Rồi bây giờ ta chỉnh ở phía đằng này cho nó mất hàng này. Mất hai cái sinh ra như thế. Bây giờ chúng ta sẽ chọn breaking. Chọn chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại bước này nhé. Không chấm không không 6. Không chấm không không chín. Không chấm không không 7. Không chấm không không tám. Ok, chân phớt. Body. Body.
0.005. Ok, nào bây giờ ta đã sửa xong như thế. Đấy, xong như thế rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chọn từng cái một. Nha các bạn. Còn nấu cơm đi để ăn cơm. Không nấu không muốn, nhưng mà vẫn còn được cơm, nó không thôi lại, nó không đi nữa. Thế à? Nào bây giờ chúng ta sẽ làm chuyển động của con nai. Thì các bạn biết là khi chúng ta render ra khi mà chỉ một mình con nai không ấy thì nó sẽ là nền màu đen. Chúng ta phải làm cảnh rừng các thứ nữa. Ở đây chúng ta sẽ xóa đi cái iframe này để cho nó khỏi ảnh hưởng đến phần dưới. Đó. Đây chúng ta chỉ biết là nó nằm ở đây. Đó thì cái chân này bây giờ tôi sẽ phải đặt lại bởi vì là do lúc đầu tôi không đưa con trỏ về phía đầu. Đó, dẫn đến là nó đã bị đẩy xuống đằng. Ta cho cái này xuống dưới nhé. Cho body của nó lên trên. Rồi, chúng ta làm lại được 0.006. Đó. Rồi. Bây giờ cái body nó như vậy. Ok. Bây giờ con mắt. Mắt thì chúng ta cho cái mắt ở ngoài là 0.00 0.009. Rồi. Đến quai là lòng trắng. Lòng trắng của nó là tôi cho nó là 0.007. Đấy. Sau đó đến con người thì nó phải cao hơn cái lòng trắng. Rồi chúng ta cho 0.008. Cái tai các bạn để thằng nào được. Thế bây giờ ta mới rigging, gọi là tạo xương đấy. Ta sẽ chọn cái chân này tạo xương trước. Đó. Ta sẽ tạo xương. Thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn tool property. Đấy, ta chọn xương này. Ta đặt vào đây. Đấy. Thì các bạn thấy là cái đây chúng ta có thể điều khiển được sự ảnh hưởng của nó bán kính đây influence radius bond đấy ở đây là chúng ta sẽ tăng lên 2 hay 4 đấy tùy các bạn còn cái này các bạn có thể tăng được đấy. Cái xương này thì nó rất hay ở chỗ này đấy là một cái tiếp tục là một cái chân sau. Cái chân này thì tôi cho sang bên cạnh. Cái chân sau thì ta lại cũng làm như vậy. Ta sẽ làm cái chân sau vào đây. Chân đằng lớp phần của phần kia đấy. Đó. Đấy là chân này. Rồi bây giờ tôi được hai chân rồi. Bây giờ đến chân dưới. Đấy, chân dưới này thì chúng ta chọn đây, chúng ta chọn. Đó. Đây là chân dưới nhá. Rồi đến chân này xong rồi thì các bạn chọn cho một chân ở đằng tít. Đấy. Ta đặt xong rồi đó. Chân đằng cái nhá. Bây giờ đến lượt cái đuôi. Cái đuôi thì các bạn cộng một cái. Rồi các bạn chọn xương. Để như thế. Ok.
đến đầu đầu thì chúng ta có thể làm cho cái tai trước, chúng ta làm cho cái tai. Đấy, tai này thì tôi chọn cái xương này, tôi chọn cái xương này. Đấy, thì tôi có thể là các bạn thấy là mỗi người thì một cái loại thì nó khác nhau. Đó. Nó đều là deformation hết, đúng không? Rồi bây giờ tôi chọn cái mặt, chọn cái mặt thì tôi cũng chọn cái xương này. Chúng ta cho cái head này lên 0.006. Để cho nó lên trên. Rồi bây giờ đến lượt con người, người của nó. Tôi chọn này. Tôi chọn xương đây. Tôi có thể xương đây. Rồi, bây giờ các bạn chú ý cho tôi nhé. Phần tiếp theo ta sẽ làm như cái này. Ta phải vì mỗi một bộ phận có một cái xương rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào body và ta tạo một cái khớp gọi là khi mát kích áp bút. Đấy, chúng ta tạo hết cho tôi cái này, ok, cái này cũng vậy, nếu không thì nó sẽ rời rạc, nó sẽ không chuyển động được. Bạn có thể đặt tên được nhưng mà tôi lười, tôi không đặt tên. Đặt tên vào đây từng cái một thì nó tôi kéo hai cái này vào trong body. Rồi những cái trên này ta chọn hết, ta kéo vào trong body. Body chúng ta đây nhé, phải kéo này. Hai cái này lên trên trước này. Body thì thế nào? Này là sao cần nói một. Kéo từng cái một các bạn, kéo một phát luôn nữa, không hiểu. Cái sáu là cái của cái chính, cái chủ. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động. Các bạn thấy là tại đây các bạn chỉ cần nhấc cái này thôi,
Đấy. Và các bạn có thể tạo cái này đó. Các bạn tạo cái như thế. Rồi cái này các bạn. Đấy. Cái đầu các bạn có thể vẩy nó lên. Ui các bạn vẩy lên này. Ta tạo xong một tí nữa ta làm một cái auto control trừ tự động các bạn có thể di chuyển tay các bạn có thể cúp xuống. Bây giờ ta sẽ quét cái này. Đến đây các bạn ấn cái tôi nút này. Nút này thì cho nó chuyển động mềm mại, nó không stop lại. Ok rồi. Bây giờ chúng ta làm chuyển động nhé. Cắt cái chân này làm sao đó, cái đuôi thì các bạn phải cong này các bạn. Chỗ chính này, chỗ chính này của chúng ta. Nội cái con chỗ chính này ta có thể xóa nó đi được, nhưng mà thôi, ta coi như là đứng ở đây thì trong cái bài này là con này đứng tại chỗ. Này chúng ta cho cái pet này lên đây, pet lên đây thì khi mà chúng ta xoay dễ hơn đó. Nhà một cái pet nó chạy đi đâu rồi đi các bạn, đúng như thế.
cái chuyển động của online. Các bạn có thể cho nó lại thực tập đấy. Chúng ta lại cho cái phép vào đây. Đây là cái chính này, ta về chuyển chính này nó đi đấy, nó có thể đi đi đến đây thì nó hoạt lại cho bộ phần này đấy. Thì chúng ta lại có được test này đó, lại cho nó quay xuống đó. Đấy các bạn là có thể cho cái chân này ra đấy đó, đây là tôi dẫn các bạn vào các bạn nhìn thấy đây là chúng ta cho thử nha. Đấy. Bay thì chúng ta muốn đi thì nó sẽ chuyển động đi. Đấy. Đấy, xong con nai đang chạy rồi. Đây con nai là xem con nai nó chạy này. Chuyển động nó chạy á. Bố vẽ như thế này à? Ừ. Mà khá giống. Gọi là một bố dạy mà. Đấy. Nay ta sẽ làm nhiều con nai để nó chạy nhiều con nai. Lúc đấy thì các bạn sẽ tách được chúng ra. Ở đây là bài 1 thì mình xin tạm dừng tại đây. Ở bài buổi sau thì mình tiếp tục để cho hướng dẫn các bạn là nhân nhiều con nai ra, tạo thành một cánh rừng nhiều nai, nhiều thỏ, vân vân. Đấy. Ok nhá. Rồi, thế là các bạn đã hiểu vấn đề làm này. Đấy. Rồi, cái mõm này các bạn có thể vạch lên. Đấy. Mắt này các bạn có thể cho. Đấy là. Tai này các bạn có thể cụp này. Đuôi các bạn có thể có. Rất là ngon đúng không? Rồi các bạn thân mến, mình vừa kết thúc ở đây. Các bạn
chào các bạn nhé.